Thưa quý vị, sáng nay, 10 công dân thủ đô ưu tú năm 2024 đã được vinh danh. 70 tấm gương tiêu biểu đại diện cho 700 điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, thành phố Hà Nội năm 2024 được khen thưởng tại hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2024. Tới dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, cùng lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương. Về phía đại biểu thành phố Hà Nội có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở ngành quận huyện. Công dân thủ đô ưu tú là danh hiệu cao quý của thành phố, xét tặng cho những cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu, nêu tấm gương sáng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Vinh danh công dân thủ đô ưu tú chính là nét đẹp riêng có của Hà Nội, thể hiện sự trân trọng mà thành phố dành tặng cho những tấm gương tiêu biểu trong vườn hoa người tốt việc tốt thủ đô, những con người sống, học tập và lao động hết mình vì một tình yêu tha thiết với Hà Nội. Cùng với vinh danh công dân thủ đô ưu tú, trong năm qua, phong trào thi đua người tốt việc tốt của thành phố Hà Nội đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành và đông đảo nhân dân. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương bình dị mà cao quý, với nhiều việc làm tốt, nghĩa cử cao đẹp, đang từng ngày, từng giờ đóng góp trong phong trào thi đua yêu nước của thủ đô. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương đánh giá cao các cấp chính quyền và sự nỗ lực của nhân dân thủ đô. Phong trào người tốt việc tốt đã được thành phố tích cực triển khai, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó là nhiều phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực, sâu sắc, tạo sức lôi cuốn, lan tỏa mạnh mẽ, chào mừng 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Trong những thành tích chung đó, có sự đóng góp tích cực của gần 700 gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tiêu biểu, đại diện cho hàng vạn cá nhân người tốt việc tốt của thủ đô, đặc biệt là 10 cá nhân tiêu biểu được vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2024. Tại hội nghị hôm nay, Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra 5 nhiệm vụ trọng tâm cho thủ đô trong thời gian tới, trong đó đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy ý chí, lòng tự hào, niềm vinh dự, trách nhiệm khát vọng phát triển của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tham gia xây dựng thủ đô, phát triển đất nước. Lĩnh hội tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo sâu sát, quý báu của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh khẳng định Hà Nội sẽ khẩn trương quán triệt, xây dựng thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để tập trung triển khai thực hiện ngay trong tháng 10 năm 2024. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phát động phong trào thi đua người tốt việc tốt năm 2025. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Chủ tịch thành phố Trần Sĩ Thanh đã trao danh hiệu công dân thủ đô ưu tú năm 2024 cho 10 công dân tiêu biểu. Dịp này, lãnh đạo thành phố đã biểu dương và trao tặng hoa chúc mừng 70 cá nhân đại diện cho gần 700 điển hình tiên tiến người tốt việc tốt của thủ đô.